Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng các loại phụ kiện cho xe hơi. Thì trên tay mình đang cầm thiết bị AG560. Sản phẩm này giúp các bạn chuyển đổi từ ổ chi điện trên xe hơi, hay còn gọi là cổng mồi thuốc, thành các cổng USB để các bạn tiện lợi sử dụng theo nhu cầu của mình. Thì trên xe hơi thường có một cổng chi điện hay còn gọi là ổ mồi thuốc. Thì sản phẩm mình đang cầm trên tay này sẽ hỗ trợ biến đổi nguồn điện từ cổng chi điện này thành các cổng USB giúp mình sạc thiết bị. Đây ha, thiết bị của mình sẽ có thiết kế như thế này. Các bạn chỉ cần cắm vào ổ chi điện này, thiết bị sẽ sáng lên đèn LED, nghĩa là đã kết nối được với nguồn điện và các bạn tiện lợi sử dụng. Thì ở đây mình còn có nhiều thiết bị khác tương tự như thiết bị mình vừa mới sử dụng. Thì đây là thiết kế hình tròn, có bạn thích hình vuông, có bạn thích hình tròn chẳng hạn. Và đây, một thiết bị đa năng hơn so với hai thiết bị vừa rồi. Nó không chỉ có USB mà nó còn có thêm cổng mồi thuốc hay còn gọi là ổ chi điện khác để các bạn tiện lợi sử dụng cho mục đích của mình. Bên này cũng vậy, nó đa năng hơn loại thứ ba một chút, đó là nó có thêm một ổ chi điện nữa, tổng cộng có hai ổ chi điện và hai cổng USB để các bạn tiện lợi sạc cho smartphone. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.